Ủa, em bắt cái chảo dầu là em tính làm gì? Phi 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 hành ha. Phi hành, dầu hành. Đây giờ mình phi dầu hành, còn bên kia là đậu phộng rang. Nãy em vừa nghe em vừa bảo cái này nên nó hơi bị khét khét rồi. Là mình để chuẩn bị cho ngày mai mình làm cái món bánh tráng trộn. Mình chuẩn bị trước nè. Để về để thôi về ngày mai trong vườn giống rồi bếp củi rồi con nhỏ nó làm nó hơi lu bu chút xíu. Cho nên mình phải tranh thủ làm trước với cái phần này. Để phi dầu hành đi, đậu phộng em rang rồi đó. Rồi một chút em sẽ làm nước nước sốt me để ngày mai trộn bánh chén hả? Rồi. Rồi cái lạc vặt, mấy cái lạc vặt ớt sa tế đồ điều đồ nào chứ em làm luôn. Ngày mai về trộn làm kịp. Đây cái đầu phộng thì cái vỏ nó hơi đen thôi chứ ở trong nó đen vậy được rồi, không sao. Em vừa bảo này Đây. Để hồi nguội ra bóc vỏ ra. Rồi còn tô me này là hồi em làm sao? em lấy nước, cái nước thì anh nấu, anh lấy bếp bắt bếp và nấu đồ với anh nêm gia vị vô cho vừa ăn ngày mơ mình trộn bánh chén. À, Nước sốt nước sốt me me á. ha. Đây là me, hồi giờ mình sẽ nấu làm nước sốt sẵn luôn. Bây giờ em đang ngâm nó cho nó ra nước me đó. Thơm thơm cái mùi chả nó giải luôn, thơm mùi me. Họ chúng mình phải dầu điều này luôn để ngày mai mình cũng trộn vô bánh tráng luôn Dầu cho điều à, dầu điều cho có màu á hả? nó màu Giờ bánh tráng nó có màu à, chị em thấy nó có màu màu giờ cái gì á, đỏ đỏ. rồi. Ớt sa tế này em tính là chút em nấu lại nữa nè, biết sao ớt cay ăn cay cay. Ừ. Anh không biết cái món này, nó biết chuẩn bị cái gì với Anh cái em gì nữa. chuẩn bị đại đó, ai ăn cay thì bỏ vô, không ăn cay thì thôi khỏi. À. Với ớt sa tế thì nó mới ngon. Rồi, ngày mai mình sẽ quay tiếp cái video này để cho cả nhà cùng xem nha. Không có làm nữa. Mình sẽ về vô giữ con này. Rồi, vợ chồng bên chào cả nhà nha. Đây là vốn là ngày hôm qua là cái này á, là mấy cái phần mà gia vị mình đã chuẩn bị mình làm cho cái bánh tráng trộn hôm nay á. Đó là ngày hôm qua mình ở nhà mình đã chuẩn bị sẵn rồi nè, đem về đây. Thì hôm nay mình sẽ làm bánh tráng trộn với lại nước trái, nước trái cây uống. Rồi mình sẽ quay video này cho cả nhà cùng xem nha. Đây bánh tráng trộn thì mình trước tiên là mình có nè trứng cút nè ha, giờ mình sẽ luộc trứng cút với lại có cái này là con guốc, con guốc đó, khô bò nữa mà khô bò em có lấy ra khô bò thôi à, có khô bò nữa khô bò bánh với bánh chén tráng với mấy cái thứ gia vị hồi ngày hôm qua mình chuẩn bị đó nè. Dầu dầu điều nè, bột điều á mình rang ra đó, dầu sa tế nè với nước cốt me nè, đậu phộng nè, còn bên đây thì mình có một số trái cây đó để mình quay gần cho cả nhà xem. Đây phần bánh tráng trộn là có xoài nha, đó và bơ với lại mấy số trái cây đây nè, thì hồi mình sẽ làm nước trái cây uống đó, thanh long, chôm chôm, nhãn, sơ ghi, nho nè, khô bò nè, khô bò đó, còn đây là bánh tráng thì họ cắt ra mình trộn. Con mình thì đang lột cái cuốn sơ ri ra, còn bé Nhi bên đây thì đang xé bò. Cái miếng khô bò ra. Con lọ kéo ra ngoài đi con, rồi con hát xé đi. Đúng rồi, đúng rồi, vậy đó xé ra. Bánh tráng trộn này mình làm thì cũng lẹ lắm, có cái mình chuẩn bị trước những cái thứ cần thiết thôi, như ngày hôm qua đó làm me nè, nước sốt me với gan đậu phộng. Đây cái trứng cút của mình luộc, bây giờ nó sôi thì nó gần chín rồi nè, để xíu chín xong cái mình lột ra. Nó khô bò giờ mình xé cho nó nhỏ ra. Bên đây thì con mình đã lột nhãn với chôm chôm xong rồi nè, với sơ ghi.
Đây còn bên đây thì mình đang bắt cái nồi nước này lên nè chút ha, để mình nấu nước đường để hồi mình ăn với trái cây đó. Ngoài trời thì bây giờ ổng đang mưa, mình mới giờ cái bàn vô ổng đang mưa, chỉ có lăm râm mấy hột thôi, không có lớn. Để bột ngọt không em? Nó chơi thôi, này nấu nước đường để mình ăn chè trái cây. Đây bên đây chị Tư thì đang bọc xoài. Vậy rồi phải trái đi. Vậy rồi phải trái đi. Tư sao á? Vậy đó, lột lột. Quyên ngồi đây bà đi chăm sóc luôn. Thì con gái của cha. Chưa lần nào thấy bà, chị Tư của em chưa ạ? Cái gì vậy chị Tư của em hả? Trời ơi trời, con nói bác Tư vậy luôn hả con gái? Đúng rồi. À, giờ tụi con cắt bánh tráng ra đây. Kệ đi, một hồi cái ấy nó cũng ướt, nó cũng méo rồi hả? Hiểu không? Xe dạ? Xe dạ? Dạ, em lấy xe nha. Vậy là mình nấu sơ ghi cho nó chín. Còn mấy cái kia là không cần nấu. Bào xài mà chảy giải luôn bay. Thì sao? Nó có đồ chua rồi là thua luôn rồi. Trời ơi trời, cá một cái trời ơi. Cắm đường. Chảy chảy nước miếng tới gúng luôn. Đi gúng. Có cáo kìa. Thôi một trái này chắc được á ơi. Trái này là được rồi. Hay quá lắm rồi. Có ai vậy kìa, con la đi gọi kéo giò lên cạp luôn kìa. Nó ba. Dạ, yeah. Má hai má đi công chuyện vậy đó. Mấy con mạnh tay thưa má hai coi nè. Làm gì mà vui dữ hả? Ôi, chè bưởi rồi hả? Chán trộn hay ơi. Chán trộn nữa. Cái này nó vụn hết nè hai. Ừ. Trông vậy đó. Rồi, làm dơ giờ. Cái nào cũng được. Ủa, y như xài vậy trời. Trời ơi. Thấy bà ngon không? Rồi, bà thì ai dùng gỏi dĩa xài này bây giờ đó. Lấy gì? Chưa ăn nhìn thôi thấy ngon à. Thì hồng nha mình. Bờ này trong bách hóa xanh mua. Dạ. 20 ngàn một ký hôm nay. 20 ngàn cũng rẻ chứ, bờ ngon. Bờ ngon ha, sáp luôn á. Hả? Sáp luôn á, bờ sáp luôn. Bờ nó vừa chín, đừng chín quá nó. Bảy lựa mà bờ đâu có bèo. Giờ lột nho luôn phải không? Lột cái vỏ nho ra cho nó. Ủa, ăn sáng hả? Ủa, sáng hả? Dễ dễ. Hả? Hết rồi, nó đang cắt ra. Em cắt rồi. Em chuẩn bị nè, em lấy mấy cái đồ nó ra đây. Thế làm sao mà cái là mình bán đồ chơi rồi, bán đồ thêm con chơi lắm già. Xịn đó. Đám em mà chơi không có giải đậu phộng, giải toàn hột đều không. Ôi, xa dữ vậy. Cái gì? Hột đều luôn hả? Ồ, hột đều là sáng lắm đó con. Hột đều. Sang lắm. Sang con cha nó. Trời đất ẻ. Hả? Rồi xong luôn rồi. Bây giờ tới giai đoạn quan trọng nhất trong cái bánh tráng trộn là bây giờ là phải để đồ vô mình trộn. Thôi. Trời, mang một bao tay hả em ơi, một bao tay em trộn thôi chứ em mang chỉ hai cái. À, bánh tráng trộn một thao siêu to. Đưa cái khâu bò nè, cầm rước. Cái gì cầm vậy? Bao nhiêu khán giả mà để cái thao bánh tráng.
luôn rồi đó. Xài để thêm em. Xin thầy đi. Ừ. Kiếm thầy vô, đúng rồi. Ăn chưa xin xin nữa. Nó có đầm đồ, nó khám vô trong đây rồi. Trời ơi, nghe nó tới me, nước miếng em nuốt rồi đó Tư. Thêm xài cái nữa. Ừ. Đó, mình để xài vô hết luôn. Bò nó không? Hết luôn đi. Hết luôn hả? Ờ, hết luôn đi, em để kì. Bữa nay bà Quy bán. À, đừng như bà Quy nghe vậy. Em Quy bán bánh tráng trộn đây. À, đúng rồi đó, nói gì được. Bánh tráng trộn cô Quy vậy hả? Cô Quy biết đây, cô Quy chi? Quy vlog về. Còn này bánh tráng trộn cô Quy vlog đây. Cái đó ớt sẽ tới bỏ sao rồi, ăn xa nó Quy không được. Rồi cay. Một hai lạc hương. Quá được cay chưa? Hành phi, đậu phộng, rau găm, trứng cút. Trứng cút. Trứng cút mà bỏ sao đi. Trứng trứng cút hồi để sau cuối cùng. Nước cay. Nước cay. Hốt cho bé Quyên ra đi rồi nước cay. Giờ nước đường nguội mình chế vô cái thau trái cây này. Rồi mình làm đập đá nữa. Gì đó đỏ lên cao. Đó, ngâm vô đây cho nó thấm. Thắng bự vậy con. Nè bưng đi con. Bưng về bỏ tủ lạnh, lát lạnh tối mình ăn. Đủ. Đủ. Được. Câu gì đâu. Mấy chén trộn đi rồi đợi cái mấy đứa ăn bánh tráng đi rồi bác Tư ăn cái thao này. Trời, bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn bánh tráng trộn nha. Ăn bánh tráng trộn xong rồi cái mình sẽ ăn trái cây. Trái cây nấu nước đường. Trái cây ướp lạnh. Thôi ăn này con. Bánh tráng trộn. Rồi chúc cả nhà ngon miệng nha. Hôm nay có bé áo trắng là bé Thi, con của chị ba. Con của chị ba mình về chơi. Hồi nhỏ kêu bằng cái gì? Gùa nóc. Gùa nóc. Ba con vẫn kêu phải không? Bây giờ ông ngoại kêu bằng gì không? Ồ ề, chút xíu nữa ồ ề về tới. Đặc biệt danh hết trơn. Bữa nay mình ăn á, mình để nguyên một cái thao này luôn, rồi đầu cái cùng nhau gấp ăn vậy cho nó có tình cảm, cho nó vui. Để nguyên thao đó. Lâu lâu ăn hoành tráng một bữa. Hoành tráng là để nguyên cái thao vậy là nhìn nó hoành tráng thôi nha. Ngon không cắt con? Ở mô Phật, ngon chứ Tư? Cắt nãy giờ có được đâu ngon. Mẹ thượng tay trái mà cứ cầm cái đũa thôi. Thôi, 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 thôi. Cái này không bò không nè, để gấp. Cái này không có bò nè. Múc cho, hấp gì nha. Ừ, được rồi. Kéo à. Tấp 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 lại. Đợi cô ba đi. Trời ơi, quên nó cô chín ăn bánh tráng trộn cô chín ơi. Món này món em cũng khoái thôi nè. Giờ đi luôn hả? Vô bùm. Trời ơi, ăn gì vậy? Đã quá vậy. Chắc kệ đi. Trời ơi. Nãy giờ có ai la đâu? Đó, mới gắp lên cái đó. Trời ơi. Đây mày ăn cho bác tôi ăn đi. Thôi, đây. Còn mấy ăn cái hết rửa hả? Rửa hả? Rửa hả? Con nhỏ. Nhỏ nhìn nó nhớt nhát như cả lắm biết. Không, rất là vừa ăn ngon á. Chua chua ngọt ngọt. Như bò đây nhấp chân rồi chua. Hồi cuối cùng rớt thịt bò lại nhóc chân kìa. Thịt bò nằm ở dưới á. Ừ. Sốc me vô chua chua. Chọn, 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 bánh tráng trộn mình thích chọn. Rồi sao bây giờ vô đây đá. Có ớt mà không thấy cay hết trơn. Bỏ thịt mà. Không thích cay luôn hả? Ăn ăn cay quen rồi thì nhiều nước cay. Dạ. Không thấy heo. Ngon. Để cô Quyên mới ra, không có ớt. Để cô Ba mới ra.
mày đó ngon lấy cái chén ra chụp. Mấy con đi lấy nước đá nha. Đây giới thiệu cả nhà, chị ba của mình là chị Ba Áo Xanh nè. Chị ba với bé Thi mới vừa về tới nãy giờ. Thôi bạn thôi đi mà bảy làm cho. Nó đem chồng tập về cho con không quên. Có được đó anh ba chứ. Sớm về đâu bị mắc mưa hả chị ba? Không. Xuống dốc cầu mấy lần nó miểu vào. Mực mây á. Cá sát vỗ táp liền á, không chơi đâu. Trời ơi. Mấy con ăn ở đây. Ăn đi tớ. Bò bò không ăn gì. Bò là bò không chán. Tự nhiên tao ra cái giải tán hết trơn luôn, không còn. Trời ơi, muốn quốc nãy giờ á. Một thao để nhóc luôn chị ba. Nguyên thao không? Nguyên thao hả? Món này là món ăn ăn vặt. Mà rất là ngon. Để ăn. Có ăn nên. Nửa nửa giật lại à. Đồ không béo quá. Ăn cái bếp. Không biết được. Đám mưa vậy. Nè ăn nữa đây. Ngủ quá hả? Cỡ nữa. Đây nha, rất là ngon không? Hệ xanh nè. Cỡ ông chắc vậy. Chắc rồi mẹ. Chắc rồi. Đâu. Ngon quá. Dạ. Nãy giờ đó mày. Nhảy đó mày. Dùm để đá vô mình trộn đều lên.